Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay trong chương trình Gia đình vui vẻ, chúng ta có sự tham gia của các thành viên trong gia đình anh Hải và chị Đào. Hôm nay là chúng ta sẽ có rất nhiều kiến thức thú vị liên quan tới một thành tố trong tứ linh, bao gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Thì đố hai bé, mình sẽ nói về con rùa. Ủa sao biết hay vậy? Tại vì mấy con kia không kiếm được, con rùa là kiếm được. À đúng rồi, bây giờ kiếm mấy con kia khó lắm. Thôi, mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về loài rùa. Thì bây giờ loài rùa với rất nhiều đại diện đang nằm trong sách đỏ, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là loài rùa có những điểm độc đáo nào và tại sao mà chúng ta lại phải bảo tồn cũng như duy trì quá trình sinh sống và cả môi sinh dành cho loài rùa nữa. Thì chú hỏi là hai bé đã thấy con rùa thật bao giờ chưa? Dạ rồi. Ở đâu vậy? Dạ ở trong thủy cung. Đúng rồi, thủy cung. Nó to không? Dạ không, mấy con rùa nhỏ nhỏ không à. Đúng rồi, rùa thì sẽ có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Dạ vâng. Và giống loài khác nhau nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới loài rùa. Mà mình Tùng thấy anh chị và hai bé thì rất là biết nhiều về rùa. Để xem là mọi người sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào nhá. Rồi, bắt đầu. Rất nhanh chóng các thành viên của gia đình đã chia xong đội rồi. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ có những câu hỏi liên quan tới loài rùa. Nhưng mà kiến thức thì rất là rộng lớn. Vậy nên chúng ta sẽ có một vài gợi ý dành cho hai đội. Gợi ý đó nằm trong những tấm hình mà hai đội sẽ được theo dõi. Đây, bên này ưu tiên trước, xem qua các tấm hình. Những tấm hình này sẽ là đáp án của các câu hỏi trong thử thách đầu tiên. Rồi bên này, cho chú hỏi, con đã nghe những câu chuyện nào liên quan tới loài rùa rồi? Dạ, Hồ Gươm. Chính xác. Ôi, rùa vàng Hồ Gươm đúng không? Dạ vâng. Rồi bên này xem xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Rồi, hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Đây, dạ, cảm ơn anh. Đây, hai mẹ con sẽ xem tư liệu để lát nữa liên quan tới câu hỏi. Bây giờ mình sẽ có một vài câu hỏi liên quan tới những con rùa. Và nếu như các thành viên của hai đội tinh tế thì tất cả câu trả lời đều nằm trong những bức hình này hết rồi. Vấn đề là chúng ta lọc tới đâu mà thôi. Rồi, bây giờ hãy xem đội nào giành được chiến thắng trong phần thi kiến thức này. Có bao nhiêu loài rùa biển đã được ghi nhận ở Việt Nam? Đáp án là 10, 9, 7, 5. 5. 5. Không phải chưa giơ tay. Rồi, bên này được 1 điểm. Nhanh mắt nhanh tay ha. Tiếp theo. Câu này mới khó này. Câu này là ai kể được nhiều hơn sẽ thắng, bởi vì trong đáp án sẽ có khá khá đáp án đúng và khá khá đáp án sai. Những loài rùa nào từng được tìm thấy ở Việt Nam? Nếu không nhớ tên có thể chọn A, B, C hoặc D. A là vích, B đồi mồi, C đồi mồi dứa và cuối cùng rùa Kempi. A, B, C. Ủa sao con biết hay vậy? Đúng rồi, A, B, C đúng rồi. ABC. Tại vì hồi hôm qua con mới vừa đọc, con mới xem trên mạng. À, xem trên mạng. Vâng, đáp án là A, B và C. Rồi, tỷ số đang là 2-0. Nói chung là đội Bố Hải đừng có lo, câu hỏi còn khá nhiều, tỷ số mới tạm thời là 2-0 thôi. Nhưng xem ra nếu mà chỉ giơ tay thì đơn giản quá. Tuy nhiên luật chơi sẽ thay đổi một chút. Để mà trả lời được câu hỏi thì hai đội sẽ phải giành được đấy, cái cọc kia, gọi là cọc ưu tiên. Đội nào mà mang về được thì sẽ được trả lời câu hỏi. Nhưng mà để tránh tình trạng là chưa tìm ra đáp án mà đã mang cọc về, thì nếu như mang cọc về trả lời sai thì sẽ bị trừ 1 điểm. Được rồi, nhất trí. Nhất trí không? Dạ, nhất trí ạ. Sao mặt con có vẻ tương tự ấy? Căng thẳng. Căng thẳng, nó thua rồi hả? Thua 2-0, yên tâm. Không vấn đề gì cả. Rồi, chuẩn bị, tiếp theo. Ui, câu này hay này. Câu này là chắc chắn nhiều người trả lời sai này. Rùa biển không làm được hành động nào dưới đây? Nghe được các dao động âm thanh từ 200 tới 750 Hz. Cái này gọi là siêu nhân đấy, X-Men đấy. Rồi, phân biệt màu sắc, thở bằng phổi và thụt đầu trong mai. Câu này khó hả? Đấy, chuẩn bị tư thế chạy mới ghê chứ. Như kiểu điền kinh ha. Không làm được nhá, không làm được đấy nhá. Rồi. Sao vậy? Là không kiểu chân dài chạy phải nhanh nhá. Không, mẹ nó sợ, mẹ nó đau quá. À thế à? Ba trả lời. Con trả lời đi. Con trả đáp án B, không phân biệt được màu sắc. Tức là nó không phân biệt được màu sắc. Không phân biệt được màu sắc. Đúng rồi, nhiều loài vật người ta cho biết là nó bị mù màu đúng không? Đúng rồi. Thật ra là có làm gì thì nó cũng đâu có phản ứng đúng không ạ? À, đội mình hiện nay là 0 điểm. Vậy thì mình không có gì để mất đâu. Câu trả lời sai. Và đáp án đúng là gì? Là A hả? A là gì? Không, âm thanh gì mà không nghe được âm thanh bao nhiêu.
Tức là mình chọn đáp án là không nghe được các dao động âm thanh từ 200 tới 750 Hz. Đúng rồi. Nghe có vẻ hợp lý đấy, bởi vì cái khả năng này nó phi thường. Có nghe có vẻ mình sai đúng quá không? Cách chú nói có vẻ mình sai. Tuy nhiên con rùa nó cũng khác thường. Đâm ra nó vẫn làm được. Vậy là nó nghe được âm thanh hả? Nghe mình sai tiếp hả? Không sao, bởi vì mình không có cột, đâm ra mình đâu có bị trừ điểm. Đúng không ạ? Rồi, thế thì đáp án chính xác ở đây đó là con rùa ấy, mình hay thấy trong phim hoạt hình đúng không? Là mỗi lần nó gặp nguy hiểm là nó sẽ co hết lại trong mai. Nhưng trên thực tế nó không có co được. Bởi vì cái mai của nó thực ra lại là kết cấu liên quan tới xương bên trong. Và nó là lấp đầy bên trong rồi. Nên mà nó chỉ có thể co vào thôi chứ nó có thể thụt vào bên trong được. Đó là lý do mà câu trả lời của câu hỏi này rất là lắt léo. Rất là khó đúng không ạ? Rồi, tỷ số bây giờ là 2-0. 3-0. Câu tiếp theo, rùa biển không thể sống được ở những môi trường nào? Bao gồm dạng san hô và thảm cỏ biển, vùng nước nông gần bờ, vùng nước sâu xa bờ và khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. Cái gì vậy? Cho ô nhiễm nghiêm trọng? Tôi không biết nhưng mà như là rồi trừ điểm này 2-0 này, đã không? D là gì? Ô nhiễm nghiêm trọng. Đúng rồi, câu này dễ quá, câu này là khỏi phải suy nghĩ, nghe một cái là biết ngay. Ô nhiễm nghiêm trọng đến mình còn chả sống được nữa là rùa đúng không? Rồi, chúc mừng đội này. Anh chưa con đất rồi. 1-0 rồi à? Tiếp theo. Ủa, câu này siêu khó hả? Một tổ trứng rùa biển nhá. Rùa biển thường có bao nhiêu quả? Dưới 10 quả. Từ 10 tới 40 quả. Từ 50 tới 150 quả. Và trên 200 quả. Chạy. Đáp án C là 50 tới 150 quả. Đúng rồi, 50 tới 150 quả. Ủa đúng rồi. Đúng rồi. Vui quá mà. Vui quá rồi, tuyệt vời. Ủa thế là con nhớ được cái hình có bao nhiêu quả thật đấy hả? Đếm. Đếm luôn hả? Bây giờ sẽ là câu hỏi. Câu hỏi này là chúng ta biết đáp án xong là chúng ta cũng phải phổ biến tới mọi người, đúng không? Để làm sao chung tay bảo vệ rùa biển. Thì sau đây là những hành vi là không được phép. A. Rùa biển vướng vào lưới đánh cá một cách ngẫu nhiên, không chú ý, sau đó thả lại về biển. B. Rùa bị mắc lưới còn sống nên mang vào bờ nuôi nhốt. C. Rùa biển bị mắc lưới và chết trong lưới nên thịt luôn. Đánh bắt rùa biển ở vùng biển nước ngoài. Rồi lấy về luôn. Thì là BCD. Dễ quá mà. Tại sao? Đúng rồi, không được ăn mà mắc. Đúng không? Không được ăn thì không được săn bắt ở bờ biển nước ngoài. Đáp án chính xác là B, C và D. Để bảo vệ rùa biển, chúng ta có rất nhiều cách, cả trực tiếp và gián tiếp. Thì có người hỏi rằng bây giờ tôi muốn bảo vệ con rùa biển, tôi mang về tôi nuôi trong bể nhà mình được không? Đáp án A được, đáp án B không. Cháu nói chuyện nhanh lắm mẹ ơi. Dạ con nghĩ đáp án là không, câu B. Là không được mang về nuôi trong bể nhà mình. Dạ. Ủa tại sao vậy? Con nghĩ rùa là một động vật mà chúng ta phải bảo vệ và chúng ta không được phép để nuôi riêng ở nhà của mình. Vậy là không đúng. Bây giờ chúng ta có câu hỏi phải nói là rất quan trọng. Tỷ số đang là 3-4. Đây là loài rùa nào? Con rùa này có tên rất đời thường. Đời thường, mấy chữ? Gợi ý mấy chữ? Một chữ. Rùa chấm chấm chấm. Rùa da. Hay ghê ha, vậy đoán được ha. Vâng, chính xác, đây là con rùa da. Wow. Chúng ta đều Mình nhường. Vậy là kết quả cuối cùng 4 đều bất phân thắng bại. Vậy nên là chúng ta sẽ phải tìm kiếm đội chiến thắng trong thử thách ở phần sau của chương trình. Cảm ơn các thành viên của hai đội đã tham gia. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện liên quan tới loài rùa biển. Thì trong phần đầu của chương trình, các thành viên trong gia đình anh Hải cũng đã có những cái câu hỏi trắc nghiệm nho nhỏ. Và rất bất ngờ đấy, hai đội lúc đầu khoảng cách khá là lớn. Tỷ số lúc đầu mình Tùng nhớ không lầm là phải 0-3, 0-4 gì đấy. Mà cuối cùng thành 4 đều. Đó, đâm ra ấy, chưa kết thúc, gọi là chưa tới phút thứ 90 cộng 3 chấm, chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Nhắc tới 90 cộng 3 chấm thì World Cup vừa qua rồi. Đấy, chúng ta cũng đã trải qua những hiệp đấu chính rồi, bây giờ sẽ là hiệp phụ.
hiệp phụ dành cho hai đội. Còn nếu hòa nữa thì đá penalty, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách liên hoàn dành cho các thành viên của hai đội. Thì trong vòng 20 phút mình sẽ có hai vấn đề phải giải quyết. Thứ nhất đó là tìm những cái dụng cụ cần thiết để mà tạo nên một bức tranh. Có thể là giấy, bút vẽ, thước kẻ, compa gì đó vân vân, được giấu trong khuôn viên của khu vực này. Sau đó là mình vẽ một bức tranh liên quan tới loài rùa biển, xem là đội nào hoàn thành xong bức tranh sớm nhất và tính thẩm mỹ cao nhất thì đội đó giành chiến thắng, đúng không ạ? Rồi. Đơn giản nhá. Nhất trí rồi. Thời gian bắt đầu rồi đấy, mình đi tìm đi. Phải cảm ơn chú, tôi nhắc không khó, có luồn có rong mì theo. Lẹ lên con, sắp xong rồi. Dạ, dạ, dạ. Cố lên, cố lên. Ăn lại cái này màu nâu cơ. Cố lên, cố lên. Hơi bị đẹp đó, Cương ơi. Con này là rùa. Ừ, con vẽ xem thôi. Gì? Đồ mồi rồi con. Có đồ mồi đó. Vít ra, con vít ra. Đồ mồi da hả? Đồ mồi da. Rùa da. Không phải da. Da là da là đen xì. Đen xì ly á, cái này rùa đâu có da. Công nhận là bên này rất có kỹ năng nhá. Mẹ với con gái là chia nhau công việc rõ ràng, mà cách tô màu cũng rất là nhanh nữa. Đấy, bình thường ấy là mình sẽ tô bằng cái đầu bút sáp, nhưng mà ở đây ấy tô bằng thân bút sáp cho nhanh. Đại dương cát à, màu xanh, màu xanh dương. Cát dưới đại dương mà. Rồi, cát vàng. Vậy qua đây, qua đây. Tô hết màu xanh nó luôn. Trên mày đó luôn hả? Không, trên mày phải tô màu nâu chứ. Màu nâu đó. Tao tô màu xanh nữa. Trời ơi, bà sửa lại con mắt con. Ủa, chân mày ba màu xanh à? Mắt này sao đâu, trong này đỡ vậy. Đồ này sắp xong rồi nghe. Chưa trang trí. Rồi, sắp rồi, trang trí rất đơn giản. Cái gì đó đây? Trang trí cầu kỳ sao mà tô kỳ. Đây là san hô. San hô, tô màu màu gì? Hai mẹ này tôi con kia chồng. Đẹp quá. Công nhận chưa bao giờ thấy tô màu đẹp như vậy. Bên này có giải pháp tâm lý rất là hoàn hảo. Cũng phải lạc quan đi chứ. Đúng rồi, phải lạc quan. Vô trong mà. Đó, chân là đẹp rồi không Cương? Con gì? Chân nó là màu gì? Đó. Xanh lá đâu? Xanh lá luôn hả? Không có gươm mà. Mà có lấy một tím không? Thì vậy san hô về chỉnh chữa sửa con, chữa con. Ba to con san hô trên đây. Bé cá màu đỏ vậy mà. Bên này là bé cá rất đúng bài học thầy mẫu giáo. Từ bên chắc là mình chấm dài cục liền. Hình bầu dục cộng với hình tam giác thành con cá. Còn 30 giây nhá. Lẹ 10 9 8 7
6 5 4 3 2 yeah, xong. 1 Rồi, yeah, xong. Hết giờ. Con thấy rất là vui vì được chạy với mẹ, chạy đi kiếm tranh vẽ và những dụng cụ để vẽ. Thì rất vui là hai mẹ con mình phải có một cái hợp tác thật là ưng ý mới vẽ được thành một bức tranh thật là hoàn hảo như vậy. Dạ, đây là lần đầu tiên con tìm hiểu về loài lụt biển và con cảm thấy những cái kiến thức này rất là bổ ích và giúp con có mở mang kiến thức hơn về loài rùa, vì loài rùa đang có nguy cơ tuyệt chủng và chúng ta phải cần bảo vệ nó. Vậy là hai đội đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Chúng ta hãy cùng xem tác phẩm của hai đội. Phải nói là hai bức tranh đều có những điểm rất riêng, ngoại trừ hai con rùa trông hoa hao giống nhau. Đây, hơi giống đúng không? Đúng rồi. Rùa bên này là rùa được đúng không? Dạ vâng. Rùa này nữ tính hơn, đây là cô rùa, kia là chú rùa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông điệp ý nghĩa của bức tranh Hãy cứu lấy chúng tôi. Sao? Mình vẽ bức tranh này là mình định mô tả cái thông điệp gì? Con nghĩ sao? Đây là những con mà kiểu như là những con rùa cuối cùng mà còn tồn tại, thì chúng ta hãy nên bảo vệ nó. Vì xung quanh có rất nhiều loài động vật cùng sinh sống, thì chúng ta cần phải cứu lấy những loài động vật này để nó không có nguy cơ rơi vào tình trạng tuyệt chủng. Chúng ta nên cứu, chứ còn nếu như mình nói về bảo vệ thì nó chung chung á. Chúng ta phải nói từ cứu cho nó sẽ nhấn mạnh hơn. Và ở đây dòng chữ màu đỏ nó nổi bật lên được cái tiêu đề của cái bức tranh, nó sẽ làm rõ được, nổi bật lên hơn. Rồi, đây là lời van nài kêu xin của những chú rùa. Dạ. Bây giờ là ô nhiễm môi trường nhiều quá, tất cả mọi thứ bây giờ đều là cho là không có môi trường để sinh sống, cho nên là phải cứu lấy. Nói chung bên này thông điệp rất là rõ ràng và rất là mạnh mẽ, không còn là bảo vệ nữa mà phải cứu, bởi vì nguy cấp quá rồi. Xin cảm ơn đội của bố Hải. Xin cảm ơn. Rồi bên này tôi tập gym nên cơ bắp hơi nhiều. À, cơ mài, phải công nhận cơ mài rất là cuồn cuộn. Vì bên kia cũng nói hết ý của bên đây, nên là có gì sẽ có một xíu sự trùng hợp. Nhưng mà nói chung là điều hay, ý nghĩa của hai đội đều giống y chang nhau, là chúng ta đều nên cứu và bảo vệ loài rùa. Đúng rồi. Chúng ta sắp nguy cơ bị tuyệt chủng rồi nên phải cứu, nên là bảo vệ môi trường trong sạch. Mà quả thực ấy, khi mà nhìn vào bức tranh này ấy, là Mạnh Tùng thấy là chú rùa trong bức tranh ấy rất là vui vẻ, sảng khoái khi sống trong môi trường thiên nhiên. Ở trong môi trường thiên nhiên thì rùa sẽ có khả năng gọi là duy trì nòi giống tốt hơn. Rồi, ở đây là có dạng san hô này, có cát này, có các loài cá khác nhau, có cả sao biển nữa. Bên này thì đơn giản hơn. Có sứa. Ủa, con sứa đấy hả? Con sứa này đốt là cũng ghê đấy. Bảo Châu nói là lý do tại sao vẽ con rùa như vậy, nó không vui như con rùa bên kia. Bởi vì nó đang bị... Nó sẽ không bao giờ vui được. Không vui được, cho nên bên kia đang vui. Mạnh Tùng nghĩ là bây giờ ngồi phân tích cái hay cái dở của hai bức tranh này chắc là tới sáng mai không hết đâu. Nên chúng ta sẽ dựa trên tiêu chí. Thứ nhất là về tính thẩm mỹ thì bên này vẽ đẹp hơn, có công nhận không ạ? Rồi, nhưng mà về phần thể hiện nội dung trình bày thì bên này lại xuất sắc hơn. Đó, cộng hai tiêu chí nhân chia lại chúng ta có kết quả là hai đội lại hòa nhau. Rồi, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Cảm ơn các thành viên của gia đình đã tham gia. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào. Rác có thể giết chết loài rùa, thì nên là chúng ta không nên vứt rác bừa bãi hay vứt rác nó đúng chỗ, và bảo vệ loài rùa, vì loài rùa cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Mọi người hãy chung tay bảo vệ rùa biển. Chúng ta không được thải rác nhựa, thải rác xuống biển, phải giữ cho môi trường biển lúc nào cũng trong sạch, thì những chú rùa có thể sinh sống tốt được.